Hamas tuyên bố tiến hành hai chiến dịch nổ súng ở bờ Tây do Israel kiểm soát. Đại sứ Iran cáo buộc Mỹ liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Ông Trump cảnh báo Israel sẽ sụp đổ nếu ông thất cử. Ukraine công bố video tấn công căn cứ không quân Nga ở Syria. Ông Zelensky nói tình hình hiện tại ở Mỹ là một thách thức. Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. CNN mới đây đưa tin, lữ đoàn al qassam một cánh quân của Hamas vừa tuyên bố tiến hành hai chiến dịch nổ súng gần thành phố Hebron ở bờ Tây do Israel kiểm soát nhằm đáp trả vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh vừa bị ám sát al cho biết đây mới chỉ là khởi đầu của chiến dịch phản ứng nhanh trước vụ ám sát nhằm vào lãnh đạo vĩ đại của họ al nhấn mạnh hebron sẽ là tuyến đầu trong việc thực hiện các hoạt động tấn công trả đũa những ngày tới đúng theo ý muốn của thánh ala theo tờ times of israel nhóm vũ trang này còn tuyên bố tấn công lực lượng an ninh israel gần nhà thờ hồi giáo ibrahimi ở hebron lực lượng phòng vệ israel idf cho biết một dân thường đã phải nhập viện sau khi bị bắn và bị đâm ở phía đông bắc hebron trong khi đó, theo dịch vụ cấp cứu Magen David Adom (MDA) của Israel, một người đàn ông 50 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đâm trên đường 60 gần khu định cư Kiryat Aba của Hebron. Hiện chưa rõ báo cáo của MDA có phải là cùng đề cập tới nạn nhân mà IDF thông báo hay không. Ngay sau khi xảy ra sự việc, IDF, cơ quan an ninh Israel, ISA cho biết thêm rằng họ đã bắt giữ được một nghi phạm liên quan tới vụ tấn công sau khi tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều giờ. Hiện tại, nghi phạm đã được chuyển tới ISA để thẩm vấn thêm. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei trước đó cũng tuyên bố Iran có nghĩa vụ trả thù cho thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, đồng thời cảnh báo Israel hãy chuẩn bị nhận hình phạt thảm khốc vì đã ám sát vị khách thân thiết ngay trên đất nước Iran. Chưa rõ mức độ trả đũa của Tehran và liệu nước này có hạn chế quy mô để tránh gây gia tăng căng thẳng hay không. Giới chỉ huy Iran đang xem xét phương án triển khai tên lửa máy bay không người lái UAV tấn công hiệp đồng các mục tiêu quân sự quanh thủ đô Tel Aviv và thành phố Haifa của Israel. Vụ ám sát nói trên diễn ra ngay sau khi ông Hanije tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran và chỉ vài giờ sau khi Israel không kích, hạ sát một chỉ huy cấp cao Hezbollah, đồng minh của Iran tại Liban. Hãng thông tấn IRNA của Iran thông báo nước này sẽ để tang 3 ngày để tưởng niệm ông Hanije lễ tang thủ lĩnh Hamas sẽ diễn ra ở Tehran sáng mùng 1 tháng 8. Thi hài ông sau đó được chuyển tới Qatar để mai táng. Giới quan sát cho rằng mọi động thái đáp trả của Iran sẽ được tiến hành sau khi tang lễ kết thúc. Mặc dù Hamas, Iran và nhiều bên khác cho rằng Israel đã thực hiện vụ tấn công, chính phủ của Thủ tướng Netanyahu không nhận trách nhiệm và cho biết sẽ không bình luận về vụ ám sát. Tuy nhiên, Israel từng tuyên bố ông Hanije và các thủ lĩnh Hamas sẽ phải trả nợ máu sau vụ Hamas tấn công miền Nam Israel hồi tháng 10 năm 2023 và khiến 1.200 người thiệt mạng, bắt cóc 250 con tin. Tình báo Israel cũng tuyên bố sẽ săn lùng các thủ lĩnh Hamas dù họ ở bất cứ đâu. Theo đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, Saed Iravani, việc Israel ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniye sẽ không xảy ra nếu như Mỹ không cho phép. CNN dẫn lời đại sứ Iran Saed Iravani phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nói rằng Washington với tư cách là đồng minh chiến lược, kiêm người ủng hộ chính quyền Israel trong khu vực Trung Đông, không thể bị bỏ qua trong tội ác khủng khiếp này. Ông Iravani nói, vụ ám sát không thể xảy ra nếu như không có sự cho phép cũng như hỗ trợ tình báo từ Mỹ. Israel cũng đang theo đuổi mục tiêu chính trị với hành động này, nhằm phá vỡ ngày đầu tiên của chính phủ mới của Cộng hòa Hồi giáo Iran, chính quyền vốn ưu tiên của cố hòa bình và sự ổn định trong khu vực, cũng như tăng cường hợp tác và tương tác mang tính xây dựng với cộng đồng quốc tế. Trước đó, phong trào Hamas tuyên bố rằng thủ lĩnh chính trị của họ là ông Ismail Haniyeh đã thiệt mạng trong vụ ám sát xảy ra ở thủ đô Iran và cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát trên. Trong khi đó, Israel không xác nhận cũng không phủ nhận việc đứng sau vụ ám sát ông Haniyeh. Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood cũng cho biết rằng Mỹ không biết hoặc không liên quan đến cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Ông cũng nói thêm rằng Washington không xác minh độc lập về tuyên bố của Hamas liên quan đến cái chết của ông Haniyeh. Kể từ khi thành lập vào năm 1948 đến nay, Israel là nước nhận viện trợ kinh tế và quân sự lớn nhất của Mỹ. Israel từng đe dọa sẽ loại bỏ ông Haniye và các nhà lãnh đạo khác của Hamas sau cuộc tấn công của nhóm này vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến 1.200 người thiệt mạng và khoảng 250 người khác bị bắt làm con tin. Đầu năm nay, một cuộc không kích của Israel ở miền trung giải Gaza đã loại bỏ 3 người con trai và 4 người cháu của ông Haniye. Quân đội Israel cáo buộc những người này có liên quan đến các hoạt động khủng bố. Vào thời điểm đó, ông Haniye cho biết khoảng 60 thành viên trong gia đình ông đã bị sát hại kể từ tháng 10. Ông Haniyeh là người phụ trách vấn đề ngoại giao của Hamas, đồng thời đóng vai trò hòa giải trong các cuộc đàm phán ngừng bắn và đàm phán về việc trả tự do cho các con tin Israel đang bị Hamas giam giữ. Mới đây, các nguồn tin của Hamas cho biết ông Khaled Meshan, người từng nổi tiếng khắp thế giới vào năm 1997 sau khi các điệp viên của Israel tiêm thuốc độc vào ông trong vụ ám sát bất thành tại thủ đô Amman của Jordani, dự kiến sẽ được chọn làm lãnh đạo tối cao của Hamas để thay thế ông Ismail Haniyeh, người bị ám sát tại Iran vào sáng sớm ngày 31 tháng 7. Ông Mesan, 68 tuổi, trở thành lãnh đạo chính trị lưu vong của Hamas một năm trước khi Israel cố gắng loại bỏ ông. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông Mesan với Iran không tốt đẹp vì trước đây ông ủng hộ cuộc nổi dậy của người Hồi giáo Sunni năm 2011 chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông kêu gọi người Ả Rập và người Hồi giáo tham gia cuộc chiến chống lại Israel, đồng thời tuyên bố chỉ người Palestine mới có quyền quyết định ai sẽ điều hành giải Gaza sau khi cuộc chiến hiện tại kết thúc. Trong khi đó, Israel và Mỹ muốn loại Hamas khỏi đội ngũ lãnh đạo giải đất này sau xung đột. Hiện nay, với việc thủ lĩnh cấp cao của Hamas bị ám sát tại Iran giữa lúc xung đột Gaza còn ác liệt, mọi sự chú ý đều đang đổ dồn về phía Israel. Hàng loạt quan chức quốc tế kêu gọi các bên hạn chế sử dụng bạo lực để tránh việc chảo lửa Trung Đông rơi vào một cuộc chiến quy mô lớn hơn. Thứ trưởng ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov nhấn mạnh với hãng thông tấn nhà nước RIA, theo các chuyên gia, vụ ám sát này có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc chiến giữa Israel và Hamas tại Gaza vì ông Hanije là người dẫn đầu các cuộc đàm phán liên quan đến lệnh ngừng bắn. Vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas là một vụ giết người mang động cơ chính trị hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông Bogdanov cho biết vụ việc có thể có tác động tiêu cực đến các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza, đẩy Trung Đông đến một cuộc xung đột quy mô lớn hơn. Phong trào Hamas xác nhận thủ lĩnh Hanije đã chết, cho rằng vụ ám sát do những người thuộc chủ nghĩa phục quốc do Thái ám chỉ Israel thực hiện. Trả lời hãng tin Reuters, quan chức Hamas Sami Abu Juri nói vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Hanije ở Iran là hành động căng thẳng nghiêm trọng nhưng sẽ không giúp bên đứng sau đạt được mục tiêu. Theo hãng tin AP, hiện không có bên nào ngay lập tức nhận trách nhiệm về vụ ám sát, nhưng sự nghi ngờ đang đổ dồn vào Israel. Bởi lẽ trước đó, Israel đã tuyên bố sẽ loại bỏ ông Hanije và các nhà lãnh đạo khác của Hamas vì vụ tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.200 người chết. Theo RT, mới đây, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã kêu gọi cử tri do Thái tại Mỹ bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử tháng 11, kèm theo đó là một lời cảnh báo. Cụ thể, ông Trump nói trong sự kiện vận động ở bang New Jersey rằng chúng ta cần thắng cuộc bầu cử tổng thống. Chúng tôi cần cộng đồng do Thái bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Nếu mọi người không bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa, Israel sẽ đối diện nguy cơ không còn tồn tại lâu nữa. Cựu Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, ông sẽ giúp Israel giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Hamas ngay khi trở lại Nhà Trắng. Ông Trump cũng nói rằng cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông còn đương chức. Vào đầu tuần này, ông Trump từng cáo buộc Phó Tổng thống Kamala Harris và Đảng Dân Chủ không thích Israel và cộng đồng Do Thái. Ông Trump nói, bạn có thể thấy rõ sự không thoải mái và xa cách khi bà Harris gặp Thủ tướng Netanyahu. Bà ấy không thích Israel, bà ấy không thích người Do Thái. Tuy vậy, chiến dịch tranh cử của bà Harris đã phản bác bình luận của ông Trump, tố cựu Tổng thống muốn chia rẽ đất nước. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết Ông Dodge Emhoff, chồng của Phó Tổng thống Harris, là một người do Thái. Bà Harris tin rằng nước Mỹ muốn một Tổng thống đoàn kết đất nước thay vì chia rẽ chúng ta. Cách đây ít hôm, tờ The Hill dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gai gắt các đối thủ chính trị thuộc Đảng Dân Chủ, đồng thời cảnh báo về hậu quả thảm khốc cho Trung Đông nếu ông không được tái đắc cử. Những phát biểu mới nhất được đưa ra khi ông tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại khu nghỉ dưỡng Malagor ở Palm Beach, Florida, Ông Trump nói với các phóng viên khi bắt đầu cuộc gặp: "Nếu chúng tôi thắng, mọi chuyện sẽ rất đơn giản. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa và rất nhanh chóng." Ông phát biểu: "Nếu không, các bạn sẽ gặp những cuộc xung đột lớn ở Trung Đông và có thể là Thế chiến 3. Các bạn đang ở gần một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 ngay bây giờ, hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ Thế chiến 2." Đồng thời chỉ trích chính phủ đương nhiệm tại Mỹ. Ông Trump cũng từng đưa ra một số dự đoán đáng sợ về những gì có thể xảy ra nếu bản thân không quay trở lại Nhà Trắng trong đó có cả tuyên bố thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ. Zahiru nhận định, cuộc gặp của ông Trump và nhà lãnh đạo Israel Netanyahu nói trên diễn ra trong bối cảnh quốc đô và Nhà Trắng đang xảy ra nhiều biến động lớn. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố bản thân sẽ không tái tranh cử và ủng hộ bà Kamala Harris làm ứng cử viên. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình, nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nastasin vừa qua cho biết Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Renmeto của Đức đã được ký ép phê duyệt xây dựng một nhà máy sản xuất đạn dược tại Ukraine. Ông Nastasin lưu ý rằng nhà máy quân sự của Đức tại Ukraine có giá trị lên tới 100 triệu euro. Tuy nhiên, ông Nastasin nói rằng bất kỳ nhà máy quân sự nào ở Ukraine, bất kể liên kết với nước nào, cũng sẽ là mục tiêu hợp lệ của Moscow. Ông cáo buộc, khác với đầu tư vào phát triển và phục hồi Ukraine, quân đội phương Tây không ngại chi tiền cho sản xuất vũ khí, kiếm tiền từ xung đột luôn luôn và vẫn là truyền thống của phương Tây. Tập đoàn Rheinmetall hồi tháng 2 đã công bố thỏa thuận với một công ty Ukraine để sản xuất đạn pháo ở Ukraine. Lễ động thổ nhà máy sẽ sớm diễn ra ở một địa điểm không được tiết lộ và mô phỏng theo nhà máy sản xuất đạn dược mà Rheinmetall đang xây dựng ở Đức. Nhà máy này sẽ bắt đầu sản xuất đạn dược tại Ukraine trong vòng 24 tháng, cùng với Ukraine Defense Industry UDI, đối tác liên doanh của Ukraine. Rheinmetall cũng sẽ chịu trách nhiệm vận hành nhà máy, công ty cho biết thêm. Trước đó, hồi đầu tháng 6, UDI và Rheinmetall cũng đã mở xưởng sản xuất sửa chữa xe bọc thép chung đầu tiên tại Ukraine. Theo thỏa thuận, phía doanh nghiệp Đức nắm giữ 51% cổ phần và có quyền quản lý. Sự hợp tác sẽ tập trung vào việc bảo dưỡng và sửa chữa xe bọc thép tại Ukraine, trong khi hai bên cũng chuẩn bị cho việc chế tạo xe tăng. Đây được xem là nỗ lực của phương Tây và Ukraine nhằm giải tỏa cơn khát vũ khí của Kiev trên chiến trường. Trong khi Nga sở hữu năng lực sản xuất quốc phòng tương đối mạnh mẽ, Ukraine phụ thuộc nhiều vào phương Tây. Việc nhà thầu quốc phòng lớn như Renmetal mở nhà máy ở Ukraine sẽ rút ngắn quá trình sản xuất và chuyển vũ khí ra tiền tuyến, giúp Kiev đối phó với Moscow trong cuộc xung đột. Nhà sản xuất vũ khí Renmeto cho biết có kế hoạch thiết lập ít nhất 4 nhà máy ở Ukraine, với mục tiêu đạt doanh thu kỷ lục 10 tỷ euro, tương đương 10,9 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Kể từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine, Đức là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Tính đến nay, ngoài việc phân bổ kinh phí hỗ trợ quân sự Kiev, Đức còn cam kết cung cấp khoảng 28 tỷ euro, tương đương khoảng 30 tỷ đô la Mỹ, viện trợ cho Ukraine trong tương lai. Trong khi Ukraine phụ thuộc vào viện trợ quân sự phương Tây, Nga có thể chủ động sản xuất vũ khí, qua đó lấn át đối phương trên chiến trường. Sau hơn 2 năm xung đột, Nga không cạn kiệt đạn pháo, xe tăng, tên lửa như dự báo của phương Tây. Ngược lại, nước này đang tăng tốc sản xuất quốc phòng, bổ sung liên tục kho vũ khí và đạn dược trong khi Ukraine phải mòn mỏi chờ đợi nguồn hỗ trợ ngày càng cạn kiệt từ phương Tây. Mới đây, văn phòng báo chí của tập đoàn nhà nước Rostec ra thông báo cho biết, một lô pháo tự hành 2S43 Manva mới nhất đã được chuyển đến quân đội Nga. Đây là pháo tự hành bánh lốp đầu tiên trong nước được lắp trên khung gầm xe BAZ 8x8. 2S43 Manva có độ bền cao hơn và ít tuần kém hơn khi vận hành so với pháo tự hành bánh xích. 2S43 Manva được thiết kế để tấn công các sở chỉ huy công trình phòng thủ, khẩu đội phá và tên lửa, các vị trí phòng không, đoàn xe bọc thép của đối phương. Pháo có chế độ tấn công hỏa lực đồng thời, khi một số đạn bắn theo các quỹ đạo khác nhau và ở tốc độ khác nhau thì vẫn sẽ tiếp cận mục tiêu cùng một lúc. Giám đốc công nghiệp của Rostec, ông Bekhan Ostoev cho biết, ưu điểm chính của hs 43 Manva là khả năng cơ động cao, triển khai và thay đổi vị trí bắn nhanh chóng. Điều này rất quan trọng trong quá trình tác chiến, đặc biệt là khu vực hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine va nhẹ hơn và cơ động hơn nhiều so với pháo tự hành cùng cỡ nòng m s 152mm của quân đội Nga Trọng lượng chiến đấu của pháo Manva là 32 tấn, có thể được vận chuyển bằng máy bay IL-76 Khẩu pháo 2A-64 152mm tích hợp được gắn trên khung của hệ thống bánh lốp giúp phát huy tối đa khả năng di chuyển nhanh chóng vào vị trí, triển khai, khai hỏa rồi rút đi Nhờ động cơ diesel IAMZ 8424.10 mạnh mẽ công suất 470 mã lực. Phương tiện chiến đấu mới này có khả năng tăng tốc lên tới 80 km h Manva có thể đi được quãng đường 1.000 km liên tục mà không cần tiếp nhiên liệu, gấp đôi so với m s Cabin ở phần phía trước của khung xe đủ chỗ cho tổ lái gồm 5 người. Phần trung tâm là nơi chứa đạn dược, bệ pháo được bố trí ở phía sau xe. Tầm bắn của Manva là 24 km đối với đạn nổ mạnh HE và 28 km khi sử dụng đạn RAP. Tầm bắn có thể lên tới 43 km khi sử dụng loại đạn pháo dẫn đường chính xác 2K25 Krasnopol mới nhất. Hiện tại, các hệ thống pháo bánh lốp như Caesar của Pháp, Archer của Thụy Điển và Bogdana do Ukraine sản xuất có thể bắn đạn nổ mạnh lên tới khoảng cách 40 km. Việc sử dụng đạn Krasnopol cho phép các đơn vị pháo binh Nga vượt trội hơn đối thủ về tầm bắn. Pháo hs s 43 Manva có khả năng nâng hạ nòng nhanh chóng để liên tiếp khai hỏa nhiều phát đạn, đảm bảo các viên đạn rơi xuống mục tiêu cùng lúc. Thiết bị trên phương tiện giúp hợp lý hóa quy trình nạp đạn và cho phép định hướng bắn tự động. Với tốc độ bắn lên tới 7 phát mỗi phút và khả năng mang theo vài chục quả đạn pháo, 2S43 Manva là vũ khí lợi hại trên chiến trường. Ngoài ra, nó còn được trang bị một bộ phát điện khép kín để đảm bảo cung cấp điện liên tục. Manva nổi tiếng với độ chính xác, tầm bắn, tốc độ bắn và tính cơ động, khiến nó trở thành vũ khí lý tưởng để hỗ trợ hỏa lực cơ động. Do sử dụng khung gầm xe tải cũng như tối giản trong thiết kế, vì thế, chu trình sản xuất 2S43 Manva sẽ rẻ nhanh và đơn giản hơn đáng kể so với pháo tự hành bánh xích. Manva là một lựa chọn tiết kiệm chi phí do yêu cầu bảo trì chỉ, chỉ ở mức tối thiểu trong khi niên hạn sử dụng tương đối dài. Trong chuyến thăm mới đây tới Nga, Tổng thống Syria Basa al-Assad đã có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin, trong đó thảo luận một loạt các vấn đề quan hệ song phương cũng như tình hình Trung Đông. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, phát biểu trong cuộc gặp tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin nhấn mạnh, sau một thời gian dài, đây là cơ hội để hai nhà lãnh đạo thảo luận về toàn bộ vấn đề trong quan hệ song phương. Trong khi đó, thông báo của văn phòng Tổng thống Syri cho biết, trong cuộc gặp, Tổng thống Assad nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực Á-Âu đang diễn biến nhanh chóng. Do vậy, cuộc gặp với Tổng thống Putin rất quan trọng để thảo luận chi tiết về tình hình hiện nay, các kịch bản và triển vọng tương lai. Theo tờ Kiev Post, chỉ vài giờ sau cuộc gặp trên giữa hai nhà lãnh đạo, Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine GUR đã tiến hành tấn công vào một cơ sở quân sự quan trọng của Nga ở Syria. Các nguồn tin giấu tên của GUR cho biết, mục tiêu bị tấn công là sân bay Kugures của quân đội Nga nằm ở phía đông Aleppo, Syria. Các tay súng thuộc nhóm Khimik của Ukraine đã thực hiện vụ tấn công này. Đoạn video được công bố đã ghi lại những khoảnh khắc quan trọng trong vụ tấn công như một tổ hợp tác chiến điện tử di động, EVK của Nga bị phá hủy vào ban đêm và sau đó là hậu quả của đợt tập kích được quay vào ban ngày. Ngoài ra, video còn có hình ảnh các máy bay không người lái UAV tấn công nhiều mục tiêu tại căn cứ không quân Nga. Căn cứ không quân Kugeres đã được lực lượng Nga sử dụng cho mục đích quân sự kể từ năm 2015. Tình báo Ukraine khẳng định với Kiev Post rằng căn cứ này cũng được sử dụng để huấn luyện và vận chuyển lính tư nhân nước ngoài đến tham gia xung đột ở Ukraine. Vào đầu tháng 6, Kiev Post cũng đã công bố một video độc quyền về lực lượng đặc nhiệm Ukraine tấn công các trạm kiểm soát và các đoàn xe thiết bị quân sự của đối phương ở cao nguyên Golan tại Syria. Theo nguồn tin của Kiev Post, kể từ đầu năm nay, phe nổi dậy với sự hỗ trợ của các chiến binh Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Nga tại Syria. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Syria đối với thông tin trên. Với những điều chỉnh chiến thuật mới, quân đội Nga đang dồn ép binh sĩ Ukraine tại mặt trận Donetsk, đẩy họ rơi vào ác mộng của một mùa hè đỏ lửa. Thế trận của Kiev đang rung chuyển mạnh trước những đòn tấn công như vũ bão của Moscow. Đáp trả lại các cuộc tấn công của Nga, Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây công bố một đoạn video do Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 59 của Ukraine quay lại. Phía Ukraine tuyên bố trong đoạn video mà họ mô tả là đã ngăn chặn đoàn xe quân sự Nga rằng một cuộc tấn công bất thành khác của Nga. Yuri Misiagin, một nghị sĩ Ukraine cho biết đoạn phim cho thấy đoàn thiết bị quân sự của Nga bị phá hủy tại thành phố Krasnohorovka thuộc vùng Donetsk. Được biết, sau khi không thành công trong việc bao vây thành phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, giới chỉ huy Nga bắt đầu tập trung chú ý trở lại vào tỉnh Donetsk, mục tiêu hàng đầu của Tổng thống Nga Putin. Cuộc tiến công tỉnh Kharkov tuy mang lại ít thành quả trên thực địa nhưng đã giúp Nga phân tán nguồn lực của Ukraine trên chiến trường. Ông Oleksandr, 30 tuổi, tiểu đoàn trưởng thuộc lữ đoàn 47 Ukraine, chiến đấu gần Ocheretino, nói rằng các lực lượng Ukraine đang phải vật lộn với khó khăn, còn Tổng thống Putin dường như đang ngày càng tiến sát được mục tiêu của mình. Ông Oleksandr nói, chiến lược của Nga là cố gắng tập trung sức mạnh của chúng tôi vào một hướng, rồi đánh lạc hướng chúng tôi ở một nơi khác. Mục tiêu đầu tiên của họ là tiêu diệt chúng tôi, mục tiêu thứ hai là dồn ép chúng tôi để họ có thêm lợi thế trong đàm phán hòa bình họ gần như chạm tới mục tiêu chiếm được tỉnh donetsk đặc biệt lực lượng nga đang tiến dần về phía thành phố pokrovsk trung tâm vận tải quan trọng ở vùng donetsk có tầm quan trọng chiến lược ở miền đông ukraine đe dọa tuyến tiếp tế quan trọng của kiev trong thời gian qua nga tuyên bố giành thêm một số khu vực từ tay đối thủ song tình hình ở pokrovsk khiến ukraine lo lắng hơn cả do vị trí quan trọng của khu vực này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình khó khăn và nhấn mạnh Kiev đang phải đối mặt với thực tế cực kỳ thách thức ở khu vực này. Theo ISV lực lượng Nga đang tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ để tiến lên và thực hiện một cuộc bao vây chiến thuật đối với lực lượng Ukraine theo hướng Pokrovsk. Hiện một số lực lượng Nga đang di chuyển về phía Tây và phía Bắc qua ngã thị trấn Kurakhov. Nếu quân Nga kiểm soát được Toretsk, Pokrovsk và Kostyantinovka, toàn bộ tỉnh Donetsk sẽ lâm nguy. Điều này khiến Ukraine kéo căng lực lượng trên toàn bộ mặt trận phía đông trong nhiều tháng, cố gắng giành càng nhiều lãnh thổ càng tốt trước khi Ukraine đưa tân binh và vũ khí mới do phương Tây viện trợ ra chiến trường. Trang The Kiev Independent vừa qua dẫn thông tin từ không quân Ukraine cho hay lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi toàn bộ 89 máy bay không người lái UAV của Nga tấn công ồ ạt trong đêm bên cạnh một tên lửa KH-59. Theo đó, hướng tấn công chính nhằm vào khu vực Kiev và những vùng lân cận. Cuộc tấn công ồ ạt diễn ra hơn 29 tháng sau khi Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine và còi báo động không kích vang lên hầu như suốt đêm. Cơ quan quân sự thủ đô Kiev cho biết không có cơ sở hạ tầng dân sự hoặc công trình quan trọng nào bị tấn công trúng trực diện, nhưng các mảnh vỡ đã làm hỏng mái nhà, cửa sổ và mặt tiền của 13 ngôi nhà trong khu vực. Lực lượng không quân cho biết đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất của UAV tấn công Shahed 131-136, đồng thời đề cập loại UAV mà Ukraine cho rằng Nga đã sử dụng trong hàng nghìn cuộc tấn công trong xung đột. Ông Sergei Popko, người đứng đầu chính quyền Kiev, cho biết cuộc tấn công bằng UAV mới nhất là cuộc tấn công thứ bảy nhằm vào thành phố này trong tháng 7. Theo chính quyền thành phố, khoảng 11.500 cư dân, đã trú ẩn an toàn tại các nhà ga tàu điện ngầm vào ban đêm khi UAV xuất hiện theo nhiều đợt từ mọi hướng có thể. Ông Popko cho biết thêm, Kiev và hầu hết các tỉnh miền Trung, miền Đông Ukraine đồng loạt báo động không kích. Bên cạnh đó, thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết cuộc tấn công vào thành phố này đến từ nhiều hướng. Các nhân chứng chia sẻ với Reuters rằng họ nghe thấy tiếng nổ một vài lần trong đêm và những âm thanh giống như các hệ thống phòng không được triển khai để đẩy lùi cuộc không kích. Sergei Popko, người đứng đầu chính quyền Kiev cho hay hiện không ghi nhận thương vong nào do vụ tấn công gây ra. Trước đó, ông nhận định Nga đang thử những chiến thuật mới để tấn công Kiev. Ông chia sẻ trên Telegram rằng Nga đang tìm kiếm thời điểm, cách thức và phương tiện thích hợp để tấn công thủ đô Kiev. Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết các vụ tấn công của Nga gần đây ở Ukraine chủ yếu nhằm vào sân bay, nhà kho quân sự trên khắp Ukraine. Chiến thuật này của Nga dường như nhằm phá hủy các hạ tầng quan trọng trước khi Ukraine kịp tiếp nhận những máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do phương Tây viện trợ. Mỹ và Đức đã thông báo các gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine khi các chính phủ phương Tây cố gắng xoa dịu những lo ngại về việc duy trì sự ủng hộ cho Kiev trong cuộc giao tranh kéo dài với Moscow. Được biết, Mỹ là nước cung cấp hỗ trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine và Đức xếp thứ hai. Ukraine phụ thuộc lớn vào sự hỗ trợ của phương Tây trong cuộc xung đột với Nga, quốc gia đã nhanh chóng đặt ngành công nghiệp quốc phòng vào chế độ thời chiến sau khi triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, mối lo ngại về việc liệu cựu Tổng thống Donald Trump có đắc cử Tổng thống vào tháng 11 tới hay không diễn ra sau nhiều tháng tranh cãi chính trị giữa các thành viên Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa về sự hỗ trợ cho Ukraine tại Quốc hội đã đặt ra câu hỏi về tương lai của các gói hỗ trợ quân sự lớn. Ông Trump trước đó bày tỏ sự thất vọng với các đồng minh NATO những người mà ông cho là đang lợi dụng sự hào phóng về an ninh của Mỹ tại châu Âu. Thủ tướng Đức Olaf Scholz trước đó nhận định Điện Kremlin đã sai khi tin rằng sự hỗ trợ cho Ukraine trên thế giới sẽ cạn kiệt dần qua thời gian. Tuy nhiên, ngân sách dự thảo cho năm 2025 của Đức được Reuters xem xét mới đây lại cho thấy Berlin có kế hoạch giảm một nửa sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine vào năm sau. Tháng 6 năm 2024, các nước G7 tuyên bố rằng họ nhất trí với EU về việc sử dụng lợi nhuận được tạo ra từ các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ nỗ lực chiến đấu của Ukraine. Đức hiện đã cung cấp thêm 8 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5 cho Ukraine trong một sáng kiến chung với Đan Mạch. Đức cũng cung cấp 21.000 quả đạn cho hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard cùng với 52 hệ thống Gepard cho Kiev cùng với các bộ phận dự phòng. Và mới đây nhất, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 200 triệu đô la Mỹ. Gói hỗ trợ này chủ yếu tập trung vào các tên lửa phòng không, đạn pháo và vũ khí chống tăng. Mỹ cũng thông báo thêm gói hỗ trợ lớn trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine, trong đó có ngân sách duy trì các trang thiết bị của Kiev được Washington cung cấp, cũng như các nguồn lực bổ sung cho phòng không, pháo và vũ khí chống tăng. Trong gói hỗ trợ này còn có đạn dược cho hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS, tên lửa phòng không, thiết bị tác chiến điện tử, đạn pháo cho HIMARS, cũng như các loại đạn pháo khác. Phát biểu trước truyền thông Pháp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev không muốn Trung Quốc hành động với tư cách là một nhà trung gian hòa giải trong cuộc xung đột kéo dài 29 tháng qua với Nga, nhưng hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ gây sức ép lớn hơn đối với Moscow để chấm dứt cuộc xung đột. Phát biểu trước truyền thông Pháp, Tổng thống Zelensky cũng cho hay, trong khi Ukraine nỗ lực khôi phục các đường biên giới thời hậu Xô Viết năm 1991, nước này sẽ cân nhắc mở các cuộc đối thoại với Nga trước khi tất cả quân đội Nga rút khỏi Ukraine nếu điều kiện phù hợp. Ông Zelensky nói, nếu Trung Quốc muốn, Trung Quốc có thể buộc Nga chấm dứt cuộc xung đột này. Tôi không muốn Trung Quốc hành động với tư cách là một nhà trung gian hòa giải. Tôi muốn Trung Quốc gây sức ép đối với Nga để chấm dứt cuộc xung đột. Ngoài ra, ông Zelensky cho hay giống như Mỹ và Liên minh châu Âu EU đang gây sức ép đối với Nga, một quốc gia càng có nhiều ảnh hưởng, quốc gia đó càng nên gây sức ép lớn hơn đối với Nga. Trước đó, Trung Quốc, quốc gia có quan hệ đối tác không giới hạn với Nga, đã thúc đẩy kế hoạch hòa bình của riêng mình để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine dựa trên việc không làm gia tăng căng thẳng, đàm phán trực tiếp và hỗ trợ nhân đạo. Trung Quốc đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine được tổ chức vào tháng 6 ở Thụy Sĩ nhưng đã tăng cường các nỗ lực ngoại giao và tiếp đón Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba vào tuần trước. Ông Zelensky trước đó đã khẳng định hoàn nghênh Trung Quốc đóng vai trò hòa giải. Theo giới quan sát, Trung Quốc đang muốn có vai trò lớn hơn trong ngoại giao toàn cầu như một phần của nỗ lực khôi phục vị thế mà họ cho là đáng có trên thế giới và xây dựng một trật tự quốc tế thuận lợi cho các lợi ích của mình. Làm trung gian giữa Ukraine và Nga sẽ giúp gia tăng hiện diện của Trung Quốc ở Đông Âu, nơi Bắc Kinh lâu nay cố gắng xây dựng quan hệ tốt với các chính phủ khác. Chính phủ của Tổng thống Zelensky từng tỏ thái độ nước đôi với Bắc Kinh sau khi nhìn thấy cách phản ứng của Trung Quốc đối với cuộc xung đột, nhưng hai bên vẫn thân thiện. Các quan chức, binh sĩ và nhà phân tích quân sự Ukraine cho hay, chiến dịch của Ukraine nhằm thay thế các binh sĩ đã mệt mỏi vì xung đột đang được tăng cường và sẽ giúp lấp đầy khoảng trống về nhân lực trên tiền tuyến trong những tuần tới. Dù vậy, các quan chức và nhà phân tích quân sự Ukraine cho rằng việc thúc đẩy huy động lực lượng cho đến nay chưa thể tăng cường đáng kể sức mạnh của quân đội Ukraine trên chiến trường. Nhiều binh sĩ nhập ngũ vẫn đang hoàn thành quá trình huấn luyện kéo dài nhiều tuần và chưa tới tiền tuyến. Một số binh sĩ đã tới chiến trường nhưng lại không phù hợp về thể chất để chiến đấu. Tuy nhiên, một số lữ đoàn được triển khai trên tiền tuyến đã ghi nhận sự gia tăng số lượng binh sĩ nhập ngũ mà họ tiếp nhận trong những tuần gần đây. Họ hy vọng lực lượng này sẽ giúp Ukraine ổn định tiền tuyến trong mùa hè. Ông Nadia Votenkov, sĩ quan báo chí thuộc lữ đoàn cơ giới 33 cho biết, đơn vị của ông đã tiếp nhận tân binh trong tháng vừa rồi, nhiều hơn so với hồi đầu năm. Các nhà chức trách Ukraine từ chối chia sẻ số lượng lính nhập ngũ khi nói rằng thông tin này là bí mật. Ba chuyên gia quân sự có hiểu biết về vấn đề tiết lộ, Kiev đã huy động 30.000 người trong một tháng kể từ tháng 5 năm 2024 khi luật nhập ngũ mới có hiệu lực. Họ cho biết, con số này gấp 2 đến 3 lần so với những tháng mùa đông năm ngoái và tương đương số lượng binh lính quân đội nga huy động trong mỗi tháng trung úy Serhiy Skidtchik, sĩ quan báo chí thuộc lũ đoàn 65 đang chiến đấu ở phía nam ukraine cho biết tình hình đang cải thiện phần nào so với thời điểm năm 2023 khi chúng tôi phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng ông Skidtchik nói thêm rằng các nhóm nhỏ lính nghĩa vụ đang đến đơn vị của ông hàng tuần tình trạng thiếu nhân lực đã trở thành một trong những vấn đề lớn nhất của ukraine trên chiến trường trong năm qua các lực lượng của nga đã xoay sở để xuyên thủng các phòng tuyến bị suy yếu của ukraine bằng cách áp đảo họ với những cuộc tấn công dồn dập. Trong khi đó, quân đội Ukraine không có đủ binh sĩ để tiến hành các cuộc phản công trên quy mô lớn. Tướng Iri cựu chỉ huy lực lượng Ukraine nhận định hồi tháng 4 tại Quốc hội rằng ở một số khu vực trên tiền tuyến, quân số của Nga áp đảo Ukraine với tỷ lệ 7 Một. một cuộc khảo sát gần đây cho thấy hầu hết người Ukraine coi việc huấn luyện cơ bản cho lính nghĩa vụ là không đầy đủ, khiến một số người trốn tránh quân dịch vì lo ngại rằng họ sẽ không được chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Để giải quyết vấn đề này, Quốc hội Ukraine đã thông qua một đạo luật vào tháng 4 yêu cầu tất cả đàn ông dưới 60 tuổi đăng ký trực tuyến hoặc tại các văn phòng với mục tiêu hợp lý hóa quy trình huy động. Bộ Quốc phòng cho biết trong tháng 7 rằng 4,7 triệu người có nghĩa vụ nhập ngũ. Luật này đưa ra nhiều khuyến khích tài chính cho những người nhập ngũ và các hình phạt đối với những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự, chẳng hạn như đình chỉ giấy phép lái xe của những người không đăng ký. Ngoài lính nghĩa vụ, Ukraine đã thả khoảng 3.800 tù nhân phục vụ quân ngũ để đổi lấy khả năng được ân xá khi họ kết thúc nhiệm vụ chiến đấu việc huy động binh sĩ chỉ là một phần trong nỗ lực cân bằng lớn hơn của Ukraine, đảm bảo rằng quân đội được huấn luyện đầy đủ và cung cấp đủ vũ khí cũng như đạn dược có tầm quan trọng ngang nhau. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong khi đó thừa nhận hiện không có đủ cơ sở để huấn luyện cho lính nghĩa vụ và ông cũng phản nàn về việc nhiều lữ đoàn không được trang bị đầy đủ do những chỉ hoãn trong việc cung cấp vũ khí của phương Tây. Ông Votenkov, sĩ quan báo chí thuộc lữ đoàn 33 cho biết, lữ đoàn của ông đã cung cấp thêm một tuần huấn luyện cho lính nghĩa vụ về cách sử dụng vũ khí và xe bọc thép. Sau khóa huấn luyện cơ bản này, ông thừa nhận, thật sự thì họ vẫn chưa sẵn sàng chiến đấu. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Theo Reuters, quân đội Philippines vừa thông báo, hải quân của lực lượng này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung tại Biển Đông. Cuộc tập trận được thiết kế để tăng cường liên lạc và phối hợp hoạt động giữa hải quân hai nước. Tham gia tập trận gồm tàu tác chiến cận bờ USS Mobile LCS-26 của Hải quân Mỹ và tàu tuần tra BRP Ramon Ancaras, PS-16 của Philippines. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cảnh báo việc Philippines lôi kéo các nước bên ngoài khu vực kích động đối đầu tại Biển Đông sẽ chỉ gây tổn hại ổn định khu vực và làm trầm trọng căng thẳng. Ông Lâm nói, cố gắng đưa lực lượng bên ngoài đến nhằm bảo vệ an ninh của chính mình sẽ chỉ dẫn đến sự mất an ninh lớn hơn và họ có thể trở thành con tốt của người khác. Hồi tháng 5, Quân đội Philippines cùng đồng minh Mỹ cũng diễn tập bắn đạn thật pháo binh và tên lửa ở khu vực duyên hải phía tây bắc đảo Luzon trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Balikatan, tức vai kể vai. Theo đó, khu vực diễn tập nằm trên bãi biển La Paz hướng ra biển đông với kịch bản mô phỏng đối thủ chuẩn bị đổ bộ lên bãi cát và các binh sĩ Philippines và Mỹ đã diễn tập bắn pháo, tên lửa nhằm ngăn chặn các lực lượng đối thủ đổ bộ trên biển đông. Trong đó, khoảng 200 binh sĩ thay phiên nhau bảo vệ bờ biển thành phố ven biển La Oat, thuộc tỉnh Ilocos. Pháo binh Mỹ diễn tập bằng cách khai hỏa hơn 50 quả đạn 155 mm nhắm vào mục tiêu nổi, cách bờ biển khoảng 5 km. Hai bên sau đó phối hợp phóng tên lửa, bắn pháo và súng máy để đẩy lùi kẻ thù giả định đang cố xông vào bãi biển. Binh sĩ Mỹ và Philippines cũng đã đánh chìm 5 chiếc phao nổi dành cho tàu đổ bộ trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Balikatan. Gần đây nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken cũng thông báo Mỹ sẽ cung cấp 500 triệu đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Philippines. Ông nói, Philippines từ lâu đã là một trong những nước nhận được nhiều tài trợ quân sự nước ngoài nhất ở nội dương Thái Bình Dương. Khoản đầu tư bổ sung đáng kể mà Mỹ đang thực hiện, 500 triệu đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ hiện đại hóa lực lượng Philippines. Mỹ đang nỗ lực tăng cường năng lực của Philippines để có vị thế tốt hơn trong việc bảo vệ chủ quyền. Ngoài việc củng cố liên minh quốc phòng, hai quốc gia cũng đang tìm cách thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế. Hai bên nhất trí hợp tác hơn nữa về chế biến khoáng sản quan trọng và tăng cường quan hệ đối tác với khu vực tư nhân, đặc biệt là đóng tàu và sửa chữa tàu hai quốc gia sẽ tổ chức nhiều cuộc họp cấp cao, bao gồm đối thoại chính sách năng lượng lần thứ hai tại Manila để đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, thúc đẩy triển khai năng lượng tái tạo và thúc đẩy lưới điện đáng tin cậy và bền vững trong nước cùng nhiều hoạt động khác. Mặc dù châu Âu có tiềm năng quân sự và kinh tế lớn hơn so với Nga, việc thiếu hỗ trợ từ Mỹ và các cách thức như ưu thế phòng không của Moscow kinh nghiệm chiến trường của quân đội Nga và sự phối hợp khó khăn giữa các quốc gia châu Âu là những yếu tố đáng lo ngại. Theo nhận định của Gabriel Leftereau, phó giám đốc Hội đồng Địa chiến lược tại London và là thành viên của Viện Georgetown tại Washington DC, viễn cảnh từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang làm gia tăng sự lo lắng trong cộng đồng xuyên đại Tây Dương, mặc dù cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều cam kết với NATO, nhưng nếu cựu tổng thống Trump tái đắc cử, vai trò của Mỹ trong NATO có thể sẽ thay đổi cơ bản. Chuyên gia Electriu cho rằng, trong khi châu Âu sở hữu tiềm năng quân sự và kinh tế lớn hơn so với Nga, việc tự vệ mà không có sự hỗ trợ của Mỹ vẫn là thách thức lớn. Trong bối cảnh này, châu Âu phải chuẩn bị cho tương lai mà không có sự đảm bảo từ Mỹ. Việc tìm cách ngăn chặn hoặc giao chiến với Nga mà không có sức mạnh quân sự của Mỹ khiến châu Âu sợ hãi. Sự phụ thuộc vào Mỹ từ năm 1945 đã khiến châu Âu không chuẩn bị cho kịch bản tự vệ mà không có sự hỗ trợ từ Washington. Ý tưởng về cuộc chiến mà không có Mỹ là một điều không mong muốn. Nếu Đảng Cộng Hòa giành được chiến thắng vào tháng 11 tới, một sự thay đổi chưa từng có của Mỹ với châu Âu có thể diễn ra nhanh chóng. Xét về sức mạnh của châu Âu, tiềm năng quân sự và kinh tế của riêng châu Âu trong NATO lớn hơn đáng kể so với Nga. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS ở Anh, Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu ECFR, châu Âu có khoảng 6.000 xe tăng, 9.000 xe chiến đấu bộ binh IFV, 21.000 xe bọc thép trở quân APC, hơn 7.000 hệ thống pháo binh và khoảng 1,9 triệu quân thường trực. Nga có khoảng 2.000 xe tăng, 4.000 xe chiến đấu bộ binh, 5.000 xe bọc thép trở quân, 2.700 hệ thống pháo binh và khoảng 1,2 triệu quân thường trực. Dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Mỹ cho thấy các đồng minh NATO không bao gồm Mỹ có 8.500 xe tăng so với 3.300 của Nga. 43.000 xe chiến đấu bọc thép các loại so với 13.000 của Nga, khoảng 7.000 khẩu pháo so với 3.500 của Nga. Nhưng rõ ràng là họ đang tụt hậu về phòng không. Mặc dù con số chính xác chưa rõ ràng, nhưng các thành viên châu Âu của NATO có nhiều xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và binh sĩ hơn đáng kể so với Nga. Số lượng hệ thống pháo binh gần bằng nhau và ít hệ thống phòng không hơn đáng kể so với Moscow. Hiện châu Âu phải đối mặt với 3 thách thức chính. Thứ nhất, Nga có ưu thế rõ ràng trong một số lĩnh vực thiết bị quan trọng như phòng không, tác chiến điện tử và thiết bị bay không người lái. Thứ hai, quân đội Nga hiện được hưởng lợi từ lợi thế của kinh nghiệm chiến trường rộng lớn. Thứ ba, lực lượng quân sự châu Âu đối đầu với Nga sẽ là một hỗn hợp các đơn vị rất khác biệt từ hàng chục quốc gia, khiến việc phối hợp, hiệp đồng trở nên khó khăn. Trong khi đó, Mỹ hiện có 5 lữ đoàn tác chiến trên bộ ở châu Âu được trang bị, đào tạo và cung cấp nguồn lực tốt đóng góp giá trị không cân xứng cho quốc phòng của châu Âu. Tổng cộng có 83.000 binh sĩ Mỹ đang phục vụ tại châu Âu, trong đó 26.000 là lục quân và gần 30.000 là không quân. Không quân Mỹ đóng vai trò quan trọng trong một số nhiệm vụ chuyên biệt, nhiệm vụ chế áp hệ thống phòng không đối phương, nhắm mục tiêu động và tình báo, giám sát và trinh sát. Mỹ cũng cung cấp yếu tố chỉ huy và kiểm soát thiết yếu cho NATO. Trong khi tham dự lễ kỷ niệm ngày Hải quân Nga vừa qua, Tổng thống Putin cho biết Moscow có kế hoạch triển khai tên lửa trong phạm vi có thể tấn công Tây Âu khi tính toán đến các hành động của Mỹ, các vệ tinh của nước này ở châu Âu cũng như các khu vực khác trên thế giới. Tổng thống Putin cũng chỉ ra rằng việc Mỹ có kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung tới Đức vào năm 2026 sẽ gây ra mối đe dọa cho Nga. Ông Putin nói, thời gian bay để nhắm các mục tiêu trên lãnh thổ chúng tôi của các tên lửa này mà trong tương lai có thể trang bị đầu đạn hạt nhân là khoảng 10 phút. Hồi đầu tháng 7, Nhà Trắng cho biết Mỹ đang lên kế hoạch bắt đầu triển khai theo từng giai đoạn các tên lửa theo quy ước tới Đức vào năm 2026. Tuyên bố này cũng thông báo các đơn vị khai hỏa tầm xa theo quy ước sẽ bao gồm SM-6, Tomahawk và các vũ khí siêu thanh có tầm hoạt động xa hơn đáng kể so với hỏa lực phóng từ mặt đất hiện tại ở châu Âu. Hiện vẫn chưa rõ Moscow sẽ sử dụng hay triển khai loại tên lửa nào. Nikolai Sokov, một học giả cấp cao tại Trung tâm Giải trừ Quân bị và không phổ biến vũ khí viên, người chuyên nghiên cứu về việc kiểm soát vũ khí và tên lửa Nga, nhận định với Defense News. Theo ông, tên lửa Kalib phóng từ mặt đất là một lựa chọn rõ ràng, đồng thời cho biết nó sẽ dễ dàng phát triển và thử nghiệm cho kịp thời điểm năm 2026. Việc tăng tầm hoạt động của tên lửa Iskander hoặc làm hồi sinh dự án Rubes bị gác lại có lẽ cũng sẽ được cân nhắc các tên lửa Iskander đang được bố trí tại Kaliningrad và Belarus, trong khi các hệ thống tầm xa hơn có thể được đặt sâu hơn trong lãnh thổ Nga, tăng thời gian cảnh báo sớm với cả hai bên. Ông Michael Dusman, học giả nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến Vũ khí James Martin tại California, Mỹ, cho rằng ngoài ra còn có tên lửa hành trình 9M729 mà Mỹ tin rằng được đưa vào hoạt động trong những năm 2010. Ông chỉ ra rằng Tổng thống Putin đã đề cập rõ ràng đến lực lượng bờ biển, trong đó bao gồm lực lượng pháo binh bờ biển. Ông Dushman nói quân đội Nga đã sử dụng hai hệ thống Ban và Bastion để tấn công các mục tiêu trên mặt đất của Ukraine. Với các tên lửa Onyx M, đơn vị Bastion đặt tại Kaliningrad về lý thuyết có thể tấn công toàn bộ Ba Lan ngoài nhiệm vụ chống hạm của nó. Đồng thời cho rằng cả hai hệ thống có thể được nâng cấp với các tên lửa tăng tầm hoạt động. Mỹ và Liên Xô năm 1987 đã ký hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF cấm các loại vũ khí có tầm hoạt động từ 500 đến 5.000 km. Vào năm 1991, cả hai nước đã phá hủy toàn bộ các kho vũ khí này, ước tính tổng cộng 2.692 tên lửa. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump đã rút khỏi hiệp ước vào đầu năm 2019, cáo buộc Nga nhiều lần vi phạm. Phản ứng trước động thái này, Nga cũng dừng tham gia hiệp ước. Tổng thống Putin cho biết nếu Mỹ thực hiện kế hoạch triển khai tên lửa, Nga sẽ tự giải phóng mình khỏi lệnh cấm đơn phương được áp đặt trước đây đối với việc phát triển vũ khí tấn công tầm trung và tầm ngắn. Ông nói, việc tạo ra những hệ thống như vậy đang ở giai đoạn cuối. Nhà quan sát Nikolai Sokov cho hay, chúng ta đang bước vào cuộc khủng hoảng tên lửa mới ở châu Âu. Ông nhận định, không giống như ông Gorbachev, người đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp thành công của Hiệp ước INF, Tổng thống Putin ít có khả năng nhượng bộ hơn. Chuyên gia Sokop nói có nhiều khả năng xảy ra bế tắc và ít có khả năng đạt được thỏa thuận hơn so với trường hợp những năm 1980. Cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Hungary và Ba Lan mới đây đã ngày càng gai gắt sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjato công khai cáo buộc người đồng cấp Ba Lan Radoslav Sikorsky nói dối về vấn đề Ukraine. Mối quan hệ giữa hai quốc gia này Từng là đồng minh thân thiết đã trở nên căng thẳng do bất đồng trong cách ứng phó với Nga và vấn đề hỗ trợ Ukraine. Mối quan hệ giữa Budapest và Warsaw đã trở nên tồi tệ hơn sau khi Hungary duy trì mối quan hệ nồng ấm với Nga và chặn khoản tiền của EU cho các quốc gia cung cấp vũ khí cho Kyiv. Thêm vào đó, căng thẳng gia tăng khi một chính phủ thân EU lên nắm quyền tại Ba Lan vào tháng 12 năm ngoái, chấm dứt thời kỳ hợp tác gần gũi giữa hai quốc gia trong các cuộc tranh chấp với EU về vấn đề pháp quyền và quyền của người đồng tính luyến ái LGBT. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Visegrad Insight, ông Sikorsky cho rằng Ngoại trưởng Sergizato đã thay đổi quan điểm về việc tổ chức một cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao EU về Ukraine. Ông Sergizato đã phản bác cáo buộc này, chỉ trích người đồng cấp Ba Lan đã vượt quá giới hạn và nói dối về vấn đề trên cuộc tranh cãi còn trở nên gay gắt hơn khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán chỉ trích Ba Lan vào cuối tuần qua, cáo buộc nước này tiêu chuẩn kép và mua dầu của Nga qua trung gian. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Vladislav Tefin Bartoszewski đã phủ nhận các cáo buộc và cho rằng Hungary nên rời khỏi các tổ chức phương Tây nếu không đồng tình với các chính sách của họ. Những tranh cãi trên phản ánh căng thẳng sâu sắc trong EU về cách ứng phó với Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine trong khi Ba Lan cùng với các quốc gia châu Âu khác ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Hungary dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Orbán lại có mối quan hệ nồng ấm với Nga. Trước đây, Ba Lan và Hungary từng có mối quan hệ chặt chẽ, đặc biệt trong các vấn đề như di cư và pháp quyền trong EU. Nhưng mối quan hệ này đã bắt đầu dạn nứt khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi chính phủ thân EU của Thủ tướng Donald lên nắm quyền tại Vác -Sava cuộc tranh cãi giữa hai quốc gia này không chỉ làm rõ sự khác biệt trong quan điểm về cách ứng phó với Nga mà còn đặt ra câu hỏi về sự đoàn kết và tương lai của EU trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Quan hệ giữa hai nước trong khối Visegrad cũng ngày càng giãn nứt sau khi Hungary đã chặn nguồn tài chính ước tính khoảng 2 tỷ euro mà Ba Lan mong đợi được cấp từ cơ sở hòa bình châu Âu, một công cụ tài chính nằm ngoài ngân sách EU và cần có sự chấp thuận của tất cả các quốc gia thành viên để được tiếp cận. Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslav Sikorsky cũng cho biết chính phủ hai bên đã nhiều lần thảo luận ở mọi cấp độ về vấn đề phản đối của Hungary khi chặn việc hoàn tiền cho các thiết bị quân sự mà Ba Lan đã chuyển giao cho Ukraine. Hãng tin Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosiniak Kamis cho biết rằng Sư đoàn Cơ giới số 18, một đơn vị quân đội mới thuộc Sư đoàn Bộ binh Quân đoàn số 1, sẽ được triển khai tại thị trấn Karakule bên ngoài thành phố Bialystok ở biên giới phía đông bắc của nước này. Lực lượng này sẽ cung cấp sự hỗ trợ quân sự của quân đội cho lực lượng biên phòng bảo vệ biên giới Ba Lan, Belarus. Theo ông Kosiniak Kamis, gần đây tình hình ở biên giới giữa Ba Lan và Belarus ngày càng trở nên tồi tệ. Những tháng vừa qua là khó khăn nhất và tháng 5 là tháng mà những vụ tấn công sang biên giới Ba Lan không ngừng. Quan chức Ba Lan nói rõ đó là lý do tại sao chúng tôi đặt sư đoàn ở Bialystok để an ninh phòng thủ biên giới sẽ ổn định hơn nữa. Vì chúng tôi sẽ bố trí các thiết bị mới nhất ở đây, gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, súng tầm xa có vũ trang, bệ phóng tên lửa. Đồng thời, vào ngày 1 tháng 8, Ba Lan cũng đã bắt đầu chiến dịch có mật danh bình minh trên không để tăng cường phòng không ở biên giới phía đông. Mục tiêu chính sẽ là các đối tượng xâm phạm biên giới bất hợp pháp, bao gồm cả ở độ cao và rất thấp là đặc trưng của drone và các thiết bị bay không người lái khác. Trước đó, thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từng nhấn mạnh biên giới Ba Lan Belarus là một khu vực đặc biệt do áp lực của việc nhập cư bất hợp pháp. Trên thực tế, Ba Lan đang phải đối mặt với một cuộc chiến tranh hỗn hợp đang diễn ra. Tuy nhiên, số lượng người di cư bất hợp pháp cố gắng vượt biên sang Ba Lan đã thay đổi theo xu hướng giảm nhờ vào các biện pháp cứng rắn chống người di cư. Theo thống kê, vào năm 2021 khi hàng rào biên giới được xây dựng, ước tính có khoảng 500 người di cư mỗi ngày. Trong giai đoạn gần đây hơn, báo cáo của lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết chỉ còn khoảng 300 trường hợp. Vào tháng 5, các nhà hoạt động vì quyền của người tị nạn đã chỉ trích chính phủ Ba Lan về kế hoạch thắt chặt an ninh ở biên giới với Belarus và tiếp tục chính sách cứng rắn do chính phủ tiền nhiệm khởi xướng nhằm đẩy người di cư trở lại biên giới. Những người di cư hầu hết đến từ Trung Đông và châu Phi, bắt đầu đến biên giới giữa Ba Lan và Belarus từ năm 2021 nhằm tìm kiếm cơ hội vào EU. Vừa qua, trả lời phỏng vấn với các phương tiện truyền thông Pháp, bao gồm cả tờ Le Monde, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, tình hình hiện tại ở Mỹ là một thách thức, có những rủi ro không thể dự đoán được. Nếu ông Donald Trump giành chiến thắng, chúng tôi không biết cuộc đối thoại của chúng tôi sẽ như thế nào. Trước đây nó khá hợp lý, nhưng chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau cuộc bầu cử này. Song ông Zelensky tin rằng đa số trong quốc hội Mỹ sẽ vẫn ủng hộ Ukraine. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Đầu tháng 7, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ cho vị trí Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa vào đầu tháng này. Ông đã chọn Thượng nghị sĩ Ohio James David Vance làm người đồng hành tranh cử trong cuộc đua trở lại Nhà Trắng. Việc lựa chọn ông Vance được các quan chức EU mô tả là một thảm họa đối với Ukraine. Ông Vance nổi tiếng vì chỉ trích khoản viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và kêu gọi đàm phán với Nga. Ông cũng cho biết mục tiêu khu vực biên giới năm 1991 của Kiev là không thực tế và việc giải quyết xung đột đòi hỏi phải củng cố sự trung lập của Ukraine và đóng băng các tranh chấp lãnh thổ. Hồi tháng 5, ông Trump tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ. Ông cũng đã nhắc lại ý định chấm dứt cuộc xung đột này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky. Ông Trump cho biết, với tư cách là Tổng thống Mỹ, ông sẽ mang lại hòa bình cho thế giới và chấm dứt cuộc xung đột đã cướp đi rất nhiều sinh mạng. Ông Trump tuyên bố, cả hai bên sẽ có thể đến với nhau và đàm phán một thỏa thuận chấm dứt bạo lực và mở đường hướng tới thị vượng. Đầu tháng này, Giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Trump, Steve Chung, cũng đã xác nhận ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump là nhanh chóng đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, theo các chuyên gia, nếu đắc cử, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tiếp nối chính sách của Tổng thống Biden về Ukraine. Vào tháng 6, bà Harris đã đại diện Mỹ dự hội nghị hòa bình với Ukraine ở Thụy Sĩ và có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky. Phó Tổng thống Mỹ phát biểu tại hội nghị, hành động của Nga không chỉ là cuộc tấn công vào cuộc sống và quyền tự do của người dân Ukraine, mà còn là cuộc tấn công vào an ninh lương thực và nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu. Vào tháng 2, khi tham dự hội nghị an ninh Munich ở Đức, Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích cuộc giao tranh của Nga ở Ukraine và cam kết rằng Washington sẽ kiên quyết tôn trọng điều năm của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, trong đó quy định cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào của liên minh đều sẽ bị coi là nhằm vào toàn bộ liên minh và sẽ kích hoạt phòng vệ tập thể. Vừa qua, đội ngũ vận động của ông Trump đã chính thức tung ra chiến dịch quảng cáo lớn đầu tiên nhắm vào bà Harris, tập trung công kích cách thức Phó Tổng thống xử lý vấn đề nhập cư. Nhiều nhà phân tích cho rằng cựu tổng thống vẫn chưa từ bỏ phương pháp tấn công truyền thống của Đảng Cộng hòa, vốn từng được áp dụng với ông Biden trước khi ông chủ nhà trắng tuyên bố ngừng tranh cử. Đảng Cộng hòa nhanh chóng chỉ ra rằng phó tổng thống đã thất bại trong nhiệm vụ giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng nhập cư. Những hình ảnh trong quảng cáo của ông Trump đều được trích từ một cuộc phỏng vấn của đài NBC năm 2021, trong đó bà Harris thừa nhận chưa bao giờ tới biên giới Mỹ Mexico. Đoạn tiếp theo trong video ghi lại cảnh nhảy múa của bà Harris tại một sự kiện ám chỉ rằng Phó Tổng thống đã không làm việc đến nơi đến chốn và phải chịu trách nhiệm cho số lượng người di cực kỷ lục đến biên giới trong suốt 3 năm qua. Ngay sau đó, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của bà Harris, ông Amar Moshe, đã lên tiếng phản bác cho rằng ông Trump đang chạy đua dựa trên những lời nói dối, đồng thời tiết lộ cựu Tổng thống đã phản đối một thỏa thuận biên giới của Quốc hội vốn có thể giúp ích cho việc thực thi. Bà Harris lập tức công bố một video quảng cáo dài một phút có tựa đề Fearless nêu bật những điểm nổi bật trong sự nghiệp chính trường của mình kể từ khi giữ chức công tố viên tại Bay Area của California. Đây là một phần trong chiến dịch tranh cử mới của bà Harris nhằm huy động thêm 50 triệu đô la Mỹ cho các quỹ bầu của Đảng Dân Chủ trước thềm đại hội toàn quốc, đồng thời đáp trả những tuyên bố từ phía ông Trump cho rằng bà đã thất bại trong công việc. Video quảng cáo cũng chỉ ra những điểm đối lập giữa bà Harris và đối thủ là ông Trump, đặc biệt trong vấn đề kinh tế, vốn được coi là thế mạnh của cựu Tổng thống. Theo dữ liệu từ Ad Impact, đơn vị theo dõi hoạt động mua bán các phương tiện truyền thông. Cho đến nay, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã dành khoảng 12,2 triệu đô la Mỹ để chạy quảng cáo trên 6 bang chiến trường: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Trong khi đó, các quảng cáo của bà Harris được phát sóng rộng rãi trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic cùng với các chương trình giải trí Love and Hip Hop Atlanta, The Bachelorette và The Daily Show đây là một nỗ lực tiếp cận các nhóm nhân khẩu học trẻ tuổi mà chiến dịch của bà Harris đang chú trọng. Đặt lên bàn cân so sánh, bà Harris có ít kinh nghiệm tranh cử hơn cựu tổng thống Donald Trump, người đã ba lần tham gia đường đua vào Nhà Trắng. Nhìn chung, chiến dịch của ông Trump chiếm lĩnh mặt trận truyền thông đã nhiều tháng, trong khi bà Harris chỉ được xem là lính mới sau hơn một tuần tham gia tranh cử. Tính đến thời điểm này, ông Trump chi mạnh tay hơn bà Harris 25 lần cho các quảng cáo trên sóng truyền hình và phát thanh. Tranh lệch đáng kinh ngạc này cho thấy sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa lưỡng đảng trong bối cảnh hàng triệu cử tri cần phải định hình lại quan điểm của họ về phó tổng thống, người đã dành 4 năm qua làm việc với tư cách phó tướng của ông Biden. Với những kỷ lục gây quỹ trong thời gian gần đây, bà Harris có đủ tài lực để triển khai một chiến dịch quảng cáo rầm rộ đối phó với ông Trump. Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của bà Harris là chọn ra một phó tổng thống phù hợp, tạo nên một liên danh truyền thông có khả năng đánh bật bộ đôi ông Trump, ông Jim Davis ra khỏi bản đồ bầu cử. Theo ông Brookwolf, nhà nghiên cứu chính trị tại Viện Nghiên cứu Mỹ, cuộc đối đầu trên mặt trận truyền thông sẽ quyết định kết quả bầu cử tháng 11. Ông Wolf nói, liệu bà Harris sẽ là một phiên bản khác của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, người chiến bại dưới tay ông Trump, hay bà sẽ là một Barack Obama thứ hai, ứng cử viên đại diện cho sự hy vọng và thay đổi. Thành hay bại sẽ được quyết định phần lớn bởi hiệu ứng truyền thông. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận, giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, vấn đề viện trợ cho Kiev cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ukraine hiện vẫn đang phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn viện trợ từ phương Tây trong cuộc xung đột với Nga. Nước này vừa nhận được gói hỗ trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, trả lời trong buổi phỏng vấn mới đây của tờ RBC Ukraine, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine Sergei Machenko nhận định Kiev khó có thể nhận được các hỗ trợ tài chính tương tự do viện trợ của phương Tây phần lớn phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay. Ông Machenko nói, năm 2025 sẽ là một năm đầy thử thách. Chúng tôi sẽ phải cân nhắc những quy định khó khăn nhất và dựa vào sức mạnh nội tại. Ông Machenko tuyên bố Ukraine sẵn sàng cho những quyết định khó khăn nhất và nên dựa vào chính mình, đồng thời thừa nhận để duy trì cuộc sống và có thể tiếp tục chiến đấu. Kiev sẽ cần thêm 12 đến 15 tỷ đô la Mỹ vốn đệm từ phương Tây vào năm 2025. Bộ trưởng Marchenko cho biết, bây giờ chúng tôi liên tục thảo luận với các đối tác rằng chúng tôi cần thêm sự đảm bảo tài chính vì cuộc xung đột sẽ tiếp tục vào năm 2025 và chúng tôi cần có một khoản đệm. Theo ông, các cam kết hiện tại từ các đối tác của Ukraine vẫn chưa đủ. Cũng theo Bộ Tài chính Ukraine, nợ công của nước này đã tăng hơn 1 tỷ đô la Mỹ vào tháng 6 với tổng nợ hiện tại vượt quá 152 tỷ đô la Mỹ. Vào tháng 6, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã hạ dự báo tổng sản phẩm quốc nội của Ukraine trong năm nay từ 3,2% xuống còn 2,5%. IMF nhận định điều này là do tâm lý của người tiêu dùng và doanh nghiệp ngày càng xấu đi khi xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Cách đây ít hôm, cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch có trụ sở tại Mỹ đã hạ bậc Ukraine xuống nguy cơ vỡ nợ do khoản nợ 20 tỷ đô la Mỹ. Fitch cũng dự báo nợ công của Ukraine sẽ tăng vọt lên mức 92% so với GDP của nước này trong năm nay. Ukraine đang chạy đua với thời gian để chính thức hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc một số khoản nợ trái phiếu dự kiến đến hạn vào ngày mùng 1 tháng 8. Nếu không làm kịp việc này, Kyiv đứng trước nguy cơ không thể vay tiền để tái thiết đất nước trong giai đoạn hậu chiến. Theo nhận định của ông Timothy Ash, chiến lược gia cấp cao về thị trường mới nổi của Blue Bay Access Management Company có trụ sở tại London, Anh, trên tờ Kiev Post, Ukraine. Gần đây, một loạt sự kiện chính trị và ngoại giao đã làm dấy lên hy vọng về khả năng đạt được hòa bình trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Các tín hiệu từ nhiều phía cho thấy có thể có cơ hội để chấm dứt giao tranh nhưng cũng có không ít rủi ro và thách thức đi kèm. Một trong những diễn biến đáng chú ý là Ukraine đã thực hiện những nhượng bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán với các chủ nợ trong những ngày gần đây, mở ra triển vọng tái cấu trúc nợ vào tháng 9 năm nay. Việc này cho thấy Ukraine có thể đang chuẩn bị cho khả năng kết thúc xung đột trong tương lai gần. Điều đó cũng có nghĩa là Ukraine đang xây dựng kế hoạch để tiếp cận thị trường tài chính và thu hút đầu tư, vốn cần thiết cho việc tái thiết đất nước sau xung đột. Sự gia tăng giá trái phiếu châu Âu cho thấy sự lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, chuyến công du của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đến Nga, Trung Quốc, Ukraine và Mỹ gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Malaga đã thu hút sự chú ý. Việc Thủ tướng Orbán thực hiện chuyến đi này có thể cho thấy sự chuẩn bị cho những động thái quan trọng trong chính trị quốc tế và ngoại giao. Mặc dù chuyến đi của ông đã gặp nhiều chỉ trích, nhưng nó cho thấy rằng có những nỗ lực âm thầm đang được thực hiện để tìm kiếm giải pháp hòa bình. Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã công bố kế hoạch hòa bình của riêng mình sau chuyến đi đến Malaga. Sự thay đổi lập trường của ông từ việc kiên định phản đối nhượng bộ lãnh thổ sang tìm kiếm giải pháp hòa bình cho thấy có thể có những động thái mới trong cách tiếp cận đối thoại và đàm phán. Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cũng đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên đến Trung Quốc kể từ khi xung đột nổ ra. Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Có thể thấy rằng hiện nay có nhiều động lực và sự thay đổi trong cách tiếp cận đối với cuộc xung đột. Dưới đây là một số kịch bản và yếu tố cần cân nhắc. Thứ nhất, nếu một thỏa thuận hòa bình được ký kết, sự đảm bảo an ninh mạnh mẽ là cần thiết để ngăn ngừa tái xung đột. Các cam kết cần phải giống như những gì đã được cung cấp cho Israel, bao gồm cả sự hỗ trợ về tài chính, vũ khí và sự bảo vệ. Một yếu tố quan trọng khác là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Có mối lo ngại rằng nếu cựu tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng, sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine có thể giảm sút. Vì vậy, việc đạt được một thỏa thuận hòa bình trước cuộc bầu cử có thể là một chiến lược để đảm bảo sự tiếp tục hỗ trợ từ phương Tây. Tiếp theo, Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình. Nếu Bắc Kinh thấy rằng một thỏa thuận hòa bình có thể giúp giảm nguy cơ chiến tranh thương mại với Mỹ dưới thời ông Trump 2.0, họ có thể gia tăng áp lực để đạt được thỏa thuận. Tóm lại, ông Ash kết luận, triển vọng hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine đang có những dấu hiệu tích cực, nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Các diễn biến gần đây cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận và động lực để đạt được thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, để đảm bảo một thỏa thuận hòa bình bền vững, các bên liên quan cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về các cam kết an ninh, tác động chính trị và vai trò của các cường quốc toàn cầu. Quân đội Nga đang sử dụng những chiến thuật mới dồn ép binh sĩ Ukraine tại mặt trận Donetsk, đẩy họ rơi vào ác mộng của một mùa hè đỏ lửa. Thế trận của Kiev đang rung chuyển mạnh trước những đòn tấn công như vũ bão của Moscow. Giữa nắng lửa mùa hè, các lực lượng Nga đã mở đợt tấn công mới ở vùng Donbass, miền đông Ukraine để mở rộng vùng kiểm soát và giành lấy thành phố Pokrovsk, một điểm trung chuyển quan trọng. Cuộc tiến công của Nga tiếp diễn khi Ukraine vẫn thiếu binh sĩ và tình hình bầu cử Mỹ dường như bất lợi cho Ukraine với những đồn đoán về khả năng Kiev phải sớm đàm phán để nhượng lãnh thổ. Theo các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, do thiếu năng lực cho một cuộc tấn công quy mô lớn ở Ukraine, Bộ Chỉ huy Nga sử dụng các cuộc tấn công cơ giới theo đợt gây tổn thất cho cả hai bên quân đội Nga đã thực hiện 5 cuộc tấn công cơ giới quy mô trung đội đến tiểu đoàn ở phía tây Donetsk vừa qua. Các nhà phân tích cho biết, các cuộc tấn công cơ giới cục bộ như vậy có khả năng cho thấy chiến dịch tấn công mùa hè của Nga đã bắt đầu. Trong suốt mùa hè, quân đội Nga định kỳ thực hiện các cuộc tấn công cơ giới ở cấp trung đội và đại đội theo hướng Liman, Chasovya và Adipka thuộc vùng Donetsk, gần đây đã tăng cường các hoạt động tấn công ở phía Tây và Tây Nam Donetsk. Các chuyên gia cho rằng Quân đội Nga có thể sẽ triển khai thêm lực lượng cơ giới đến khu vực này để khoét sâu các điểm yếu ở tiền tuyến Ukraine vào mùa hè và đạt được một số tiến bộ về lãnh thổ, mặc dù có hạn chế. Tuy vậy, các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng các cuộc tấn công của Nga cũng đang khiến lực lượng phòng thủ Ukraine phải trả giá đắt và có khả năng nhằm làm suy yếu năng lực của Kyiv thông qua sự tiêu hao, bất kể họ có đạt được lợi ích đáng kể hay không. Các binh sĩ Ukraine thừa nhận họ đã trải qua những cuộc giao tranh vô cùng ác liệt và cam go khi quân đội Nga tấn công dồn dập vào Urozhane và Staromayoske ở phía đông nam. Các binh sĩ Ukraine thừa nhận họ đã trải qua những cuộc giao tranh vô cùng ác liệt và chịu tổn thất ở Urozhane và Staromayoske. Việc mất những ngôi làng này là một cú đánh mạnh vào các lực lượng của Ukraine. Điều này diễn ra giữa bối cảnh Nga tiếp tục đạt được những thành quả ổn định gần đây dọc tiền tuyến trải dài 1.000 km và lực lượng bộ binh Ukraine từng phải chiến đấu vô cùng khó khăn để giành được chúng trong cuộc phản công khốc liệt vào năm ngoái quân đội nga hiện đang tiến lên theo đường vòng cung với ba điểm chính thị trấn chasopja thị trấn công nghiệp toresk và khu vực địa hình nông thôn nằm về phía tây của ocheretino một ngôi làng nằm trên vùng đất cao chiến lược cuộc tấn công ở donetsk cho thấy sự thay đổi đáng kể trong chiến thuật của các chỉ huy nga những người đã đúc rút nhiều bài học từ kinh nghiệm trận mạc trước đây và hiện đang tiến chắc chắn trên chiến trường tạo thế đe dọa đối với thành phố Constantinople án ngữ trên một con đường lớn chiến lược. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.